Dạ, chào toàn thể quý cô chú anh chị đang xem kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây ạ. Hôm nay em có về một số cây muốn giao lưu với toàn thể quý cô chú anh chị nha. Hôm nay nói chung là em về cũng được 8 cây nha quý cô chú. 8 cây, 9 cây. Hôm nay em về như Mai Chú Thủy, rồi Nguyệt Quế, Linh Sam, Mai Vàng và một cây Mai Chú Thủy da đen nó lớn, cây phong cao nha quý cô chú. Cây đen lên qua khá là đẹp ạ. Thì nãy thở mình về mình chơi Tết là khá ok nha quý cô chú. Không để mất thời gian quý cô chú anh chị, em vô cây mã số 1. Mã số 1 là một cây linh sam song hình lá gí nha quý cô chú. Cái dòng linh sam lá gí này có hoành lớn như vậy cũng khá là khủng nha quý cô chú. Chung lại lâu lâu em cũng được hai cây hàng cũng khá là khủng, khá là lớn nha quý cô chú. Để em quay dòng rồi em báo thông số ạ. Rồi để em tiến về thông số em nói. Số hồ nhà vườn em là 0919670661, số đó là số Zalo ạ. Em ở khu vực Lai Dung Đồng Tháp ạ. Chiều cao nó là được là 50. Tán ngang có cành em đo hạo hạo về nghe quý cô chú được là 67 ạ. 67. Cái hoành cũng khá là khủng quý cô chú. Đây. Hoành cái nó sát cổ rễ nó được là 74 ạ. Trời em đo trên eo luôn. Đây, trên eo rõ nhất của nó là nó 65 nghe quý cô chú. 65. Đo hạo hai cái cốt lớn trên đây, cốt này nó được 39 nè, cốt này của nó được là 37. Cây là em bao quý cô chú anh chị là cây là một cốt liền lạc nha quý cô chú, một cốt liền lạc. Nhiều khi cây nó lên khăn nó găng khía bẹ nha nè quý cô chú, tại vì già cây nên nó lên găng guốc vậy nè. Mình nghĩ là nó là hai cây ba cây nó nhập lại, nhưng thật chắc nó là một cây nha quý cô chú. Em bao là một cây 100% nha. Mặt sau này thì nó hơi yếu đế một tí nha quý cô chú. Có thể mình về mình xử lý, mình màu rễ ra thêm, mình kéo ngó à. Mặt trước cắt là đẹp nha quý cô chú. Em đo thêm một hai cái cốt đùi của nó. Cốt này nó được là 14 ạ. Rồi để em đo cốt bên đây luôn. Cốt bên đây nó được là tới 18 nha quý cô chú. Em đo hạo thêm một cốt này nữa đi. Cốt đây của nó được là 17 ạ. Cốt khá lớn nha quý cô chú. Cốt cành rất to, cây nuôi cũng tầm khoảng 3-4 năm nha quý cô chú. Cây rất là đẹp ạ. Chiều ngang mặt bầu của nó được là 50. Rồi để em quay vòng em báo giá cho quý cô chú nha. Rồi cây linh sam song hình lá gí mã số 1. Em xin giao lưu quý cô chú anh chị giá là 13 triệu ạ. Giá 13 triệu em cũng bao ship cho quý cô chú anh chị mình là toàn quốc nha. Giá là 13 triệu đồng ạ. Cây rất khủng nha quý cô chú. 13 triệu ạ. Dạ, tiếp theo là mã số 2 nha quý cô chú. Mã số 2 là một cây mai vàng nha quý cô chú. Cây mai vàng, hàng cũng khá là quái nha quý cô chú. Quái dị cà na luôn quý cô chú ơi. Những cái cây mà bẻ co gắt như vậy nó rất là lâu lớn nha quý cô chú. Nên cây nó tuy nó nhỏ nhưng mà nó rất là già cây ạ. Hàng này là mình vô cái chậu xưa mình chơi là khá là độc lạ nha quý cô chú. Đây hai con của nó quyện nhìn nó khá là có duyên nè. Cây cũng cũ cũng rất là nở. Rồi để em đo. Chiều cam nó là nó được là 39 nè. Em đo nó ngang vậy đi quý cô chú ơi. Ngang vậy nó được là 33. Rồi em đo cái hoành nó luôn. Hoành sát cũ của nó được là 29 nha quý cô chú. 29. Em đo nhiều vị trí đi. Tuy cây nhỏ nhưng nó cũng khá là cao tiền nha quý cô chú. Hoành cổ này của nó được là 19 nè. 19. Cây đế cũ nha quý cô chú. Đế nói chung là nó chảy cũng khá là đều nè quý cô chú. Cộng nó gắt lại lực ạ. Hàng quái rễ cũng khá là quái nè quý cô chú ơi. Cây này thì nó rất là sống khỏe nha quý cô chú. Cây này em cũng mới bứng khoảng 5-6 ngày nay. Đây nó có cái bút bông này là nó đã lú sinh dần nè quý cô chú. Tại cây nó mạnh cây đó. Cây này thì nhờ em ba quý cô chú anh luôn, chị mình luôn là cây giảo nha. Cây này em có thấy mặt bông nữa rồi. Những cái nụ này lúc em bứng nó là nó em thấy cái mặt bông của nó. Nó tầm khoảng từ 7 cánh cho tới 12 cánh nha quý cô chú. Bông nó rất là đẹp ạ. Lô cây này chủ nhà ta trồng bông mới rất là đẹp. Cây này hãy mình chơi ghim mình khỏi ghép luôn nha quý cô chú. Rồi để em đo cái chiều ngang mặt bầu của nó luôn. Chiều ngang mặt bầu được là 35 ạ. 35.
Cây mai vàng mã số 2 em xin giao lưu với quý cô chú anh chị giá là 4.200.000 ạ. 4.200.000 em cũng bao ship cho quý cô chú anh chị mình là toàn quắc nha. Giá 4.400.000 nha quý cô chú. Hàng khá độc quý cô chú ơi. Dạ, tiếp theo là mã số 3 nha quý cô chú. Mã số 3 là một cây xanh quê ạ, xanh quê. Cây cũng tiểu cảnh trên dĩa cũng khá là đẹp nha quý cô chú. Còn cây mai vàng mã số 2 hồi sớm là giá là 4.200.000 nha quý cô chú. Đôi khi em đọc lộn là nó 4.400.000. Mai vàng mã số 2 là 4.200.000. Còn cây xanh mã số 3 này thì em báo cái thông số và em báo giá cho quý cô chú anh chị mình luôn nha. Sẵn em đo cây, cây nó đang nằm dĩa là 37 nha. Chiều cao là nó được là 49 nè. Tán ngang phân tàn là 65. Em đo tổng như vậy đi quý cô chú ơi. Đo tổng đi. Thân của nó cũng không có lớn, cái nó già cây à. Tổng về của nó được là 56 ạ. Thân nó tầm khoảng ngón giò cái nha quý cô chú. Đây, tầm khoảng ngón giò cái. Cây thì nó cũng lên da nó rất là già. Cây xanh quê tiểu cảnh mã số 3 em xin giao lưu với quý cô chú anh chị giá là 1.400.000 ạ. 1.400.000 em cũng bao ship cho quý cô chú anh chị mình là toàn quắc nha. Giá là 1.400.000 ạ. Khá có duyên nha quý cô chú. Dạ, tiếp theo là mã số 4 nha quý cô chú. Mã số 4 là một cây linh sam song huynh ạ. Linh sam song huynh lá chung nha quý cô chú. Để em quay một vòng em báo cái thông số cho quý cô chú anh chị mình nè. Cây này thì đã thuần chậu nghe quý cô chú. Cây này em đã vô chậu cũng khá lâu rồi. Cây thường sống khỏe, cái cơm tán lá là xanh dần dày cui nghe quý cô chú. Đã lên rất đẹp ạ. Rồi đến tiếng vào thông số em nói. Chiều cao tới đỉnh của nó được là 54 ạ. 54. Tán ngang phân tàn của nó được là 79 ạ. 79 nha quý cô chú. Rồi em tiến vào cái hoành em nó luôn ạ. Cây này hoành nói chung là cũng tương đối nha quý cô chú. Hoành nó được là 39 ạ. 39. Còn cái vàng đế nổi, vàng đế nổi của nó được là 75 nha quý cô chú. Đo hảo hảo vậy đi. Nó được là 75 ạ. Đế là liền lạc hết nha quý cô chú. Đế không chống mặt nào hết, đế là có xử lý từ lúc phôi nghe quý cô chú. Nên nó rất là đều đế. Lúc trước ta chặt sát cậy đó, kéo đế nó ra nên nó đều 24 giờ luôn. Cốt cạnh thì căng đấu với cái thân nghe quý cô chú. Thì phơm tán thiên nhiên rất đẹp quý cô chú ơi. Rồi để em báo cái cây đang nằm chậu mấy. Rồi em sẽ báo giá cho quý cô chú chị mình nghe. Chiều dài của chậu là được là 49 ạ. À. Ngang chậu là 38. Rồi cây linh sam song huynh lá chung mã số 4 em xin giao lưu giá là 7.500.000 ạ. À. 7.500.000, em cũng bao ship cho quý cô chú anh chị mình là toàn quắc nha. Giá là 7.500.000 ạ. À. Cây rất đẹp quý cô chú. Dạ, tiếp theo là mã số số 5 nha quý cô chú. Mã số 5 là một cây khế chua ạ. À. Cây xế chua. Cây cũng có nước nuôi, cây đã thuần nha quý cô chú. Cây này cây cũng em cũng rút chậu ra. Cây rất già nha quý cô chú. Cây lên nuôi già dặn lắm quý cô chú ơi. Rồi đem tiếng nhà thông số. Chiều cao nó được là 59 ạ. Tán ngang vậy của nó được là 54. Em đo từ cành trực bay ra đây của nó được là 36 ạ. 36. Hoành sát của rễ về của nó 47 nha quý cô chú. Rồi để em đo thêm cái dòng eo. Dòng eo nó được là 33. Cành bay cũng khá lớn quý cô chú ơi. Cành bay nó được là 27. 27. Đây, cây nó rất là già dặn nha quý cô chú. Chung lại thẹo dít nó kéo rất là mạnh nè. Kéo là những cái vị trí dưới đây là nó liền lạc chăm chăm rồi. Nó chỉ còn điểm nhẹ trên đây tí thôi. Đây tầm hai ngón tay em, nhưng nó bo thẹo vô nè, dung 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 vô nghe quý cô chú. Rồi để em đo cái chiều ngang mặt bầu của nó cho quý cô chú anh chị nào có chốt về mình hỏi mình mua chậu nha. Chiều ngang mặt bầu của nó được là 40 nha quý cô chú. Cây này hỏi mình về mình vô chậu 5 chậu 6 chặt được nha.
Rồi cây khế chua mã số 5 em xin giao lưu quý cô chú anh chị giá là 3.900.000 ạ. 3.900.000, em cũng bao ship cho quý cô chú tí mình là toàn quá nha. Giá là 3.900.000 nha quý cô chú. Dạ, tiếp theo là mã số 6 nha quý cô chú. Mã số 6 là một cây linh sam song hình nè. Song hình lá gí nha quý cô chú. Hàng cũng khá là khủng quý cô chú ơi. Cây lớn vậy giờ tìm nó cũng rất là hiếm mà. Cây này nuôi cũng khá là lâu rồi. Tầm khoảng 3-4 năm rồi. Cốt đùi nó rất là lực nha quý cô chú. Dạ, chiều cao từ mặt bầu nó lên tới đỉnh của nó được là 51 à. Cái tán ngang cốt cành của nó là 68. 68. Em tiến vào cái hoành nha quý cô chú. Đây, cái hoành em đo sát cổ vậy của nó đi. Là nó được là 63. 63. Còn trên eo nhỏ nhất nha quý cô chú. Eo nhỏ nhất của nó được là 46 à. Tổng cái củ đặc của nó được là 72 nha quý cô chú. Nguyên cái củ đặc của nó luôn đã được là 72 à. Em quay vòng. Cây thì đế xử lý, cây đế rất là đẹp nha quý cô chú. Cây ở ngoài là đế là sổ ra là 24 giờ luôn, không chống mặt nào nha quý cô chú. Cây ngoài co lắc rất đẹp quý cô chú ơi. Hàng cũng khá là tương lai à. Cây nó đang ứng cái bầu là được là 52 à. Chiều ngang bầu là 52. Để em đo cái cành số 1. Cành này là cành nuôi nha quý cô chú. Cành số 1 nó được là 21 à. Cốt số 1 là 21. Còn cốt điểm này của nó được là 15 à. Cốt 2 này nó được là 17 nha quý cô chú. Đây cốt cành khá chuẩn nha quý cô chú. Em đo hạo cái phần của nó luôn ạ. Phần của nó được là 13. Điểm này của nó được là 15 nha quý cô chú. 15. 3-4 năm mới được cái vàng cốt vậy nha quý cô chú. Cây thì vàng mình có lên sấy dặn hết rồi. Cây khá là già cây. Rồi cây linh sam song hình lá gí mã số 6 em xin giao lưu giá là 10.500.000 ạ. 10.500.000, em cũng bao ship cho quý cô chú anh chị mình là toàn quắc nha. Cây ngoài khá lớn quý cô chú ơi. Lấy tay chụp vô cho quý cô chú anh chị mình xem tưởng tượng nha. Giá là 10.500.000, em bao ship cho quý cô chú anh chị mình là toàn quắc. Cây rất đẹp nha quý cô chú. Dạ, tiếp theo là mã số 7 nha quý cô chú. Mã số 7 là một cây nguyệt quế lá sắn bông chùm ạ. Hàng bonsai nha quý cô chú. Cây cũng khá là lùng lực. Phơm tàn đã rất là ấm miệng nha quý cô chú. Cốt cành cũng khá là to à. Rồi để em quen vòng em báo cái thông số của em nó nha. Chiều cao từ mặt chậu lên tới đỉnh của nó được là 56 à. 56. Tán ngang cái phơm tàn của nó được là 85 nha quý cô chú. 85. Tán dài 85 đi. Em đo chiều này em nói tán ngang. Chiều này của nó được là 60 à, tán ngang 60. Chiều dài nó 85. Rồi để em đo hai vị trí nha quý cô chú. Vị trí sát với cũ này của nó được là 45 à, 45. Còn em đo trên eo luôn. Trên eo nó được là 25 nha quý cô chú. Thì cây nó đang nằm chậu lọt lòng là nó 39 à. Cây này thấy mình về mình vô cái chậu đẹp mình chơi nha quý cô chú. Cây này đã thần chậu rồi. Cây này giờ mình nhổ lên là như cái bánh ninh luôn. Nó cứng ngắt hết nha quý cô chú. Cái màng là nó lầu lên tới mặt chậu hết quý cô chú ơi. Đây, nó cứng ngắt hết trơn quý cô chú. Mình về mình vô chậu đẹp nha. Mình đi mình xuống đế nó một tí nó dặn được nha quý cô chú. Xuống nó tầm khoảng 3-4 phân nữa. Đây, gỡ cho nó gấu lại là nó ôm trọn cái chậu quý cô chú ơi. Rồi, cây nguyệt quế lá sắn bông chùm mã số 7 em xin giao lưu với quý cô chú anh chị giá là 4.200.000 ạ. 4.200.000, em cũng bao ship cho quý cô chú anh chị mình là toàn quắc nha. Giá 4.200.000 ạ. Để các đẹp quý cô chú ơi. Tiếp theo là mã số 8 nha quý cô chú. Mã số 8 là một cây mai chiếu hủy da đen lá lớn.
cây đang lên hoa rực rỡ thơm phức luôn quý cô chú ơi. Đây, đang ra hoa lai gai. Thể Tết về là mình vẫn còn qua mình chơi nha quý cô chú. Tại vì nó đang lú thêm nụ nhỏ nhỏ này nè. Nhỏ này nó sẽ nở thêm nữa nha quý cô chú. Nở lát đát hoài luôn. Mà chú hỷ thì bông của nó rất là thơm ạ. À. Rồi đem đo cái thông số của nó. Từ mặt chậu lên tới đỉnh của nó được là 37 ạ. À. 37. Ở đây nó 37 quý cô chú. Tán dài phong tạng nó được là 70. Còn cái tán ngang nó được là 50 ạ. À. Rồi để em tiến vào cái hoành em nói nha. Đo tổng hoành cũ trước nha quý cô chú. Tổng hoành cũ em nói nó được là 75 ạ, à. 75. Còn em đo cái hoành thang vị trí đây đi. Nó được là 52 ạ, à. 52. Cây đã liền tích 100% nha quý cô chú. Đây, liền tích 100%, trên đây heo đầu của nó nè. Heo đầu của nó chỉ còn khoảng cái ngón tay em thôi. Để về xử lý mình chắc keo rồi đó. Chứ đúng ra là nó lên liền chỉ còn một tí thôi nha quý cô chú. Vị trí như dưới đây. Dưới đây nó có cái hẹo ở dưới rễ nè. Tí đây tầm khoảng ngón tay em thôi nha quý cô chú. Không ảnh hưởng gì hết, nó đang bo thẹo vô rất là mạnh nè. Cây này nó đang nằm chậu là 50-35 nha quý cô chú. Chậu quanh 50-35. Rồi cây mai chiếu hỷ da đen lá lớn mã số 8. Em xin giao lưu với quý cô chú anh chị giá là 5.200.000 à. 5.200.000. Em xin qua ship cho quý cô chú khi mà toàn quắc nha. Giá là 5.200.000. Dạ, tiếp theo là mã số 9 nha quý cô chú. Mã số 9 cũng là mã số cuối cùng của cái clip em ngày hôm nay. Em xin giao lưu với quý cô chú anh chị là một cây mai chiếu hỷ da đen lá lớn à. Cây phong cao cành gớt nha quý cô chú. Cây nó rất là đẹp cây nha quý cô chú. Cây nó cũng đang lên qua là rực rỡ nha quý cô chú ơi. Ở ngoài nó rất là thơm à. Cái cây này chiều cao em có đo hạo là từ mặt chậu nó lên tới đỉnh của nó là 1m8 nha quý cô chú. 1m8. Còn cái tán ngang phân tàn của nó được là 1m2 ạ. 1m2. Cây nói chung lại là ngoài nhìn cây năng cây. Co lắc rất là đẹp ạ. À. Rồi để em tiến vào cái thông số của em nói luôn nha. Em đo sát cổ rễ của nó được là 67 nha quý cô chú, 67. Còn cái hoành thân. Hoành thân trên eo này của nó được là 50 gần 55 tính 54 nha quý cô chú. 14 ạ. À. Em đo tổng cái cũ để đặt của nó luôn. Quay một vòng cho quý cô chú anh chị mình xem nha. Hết cộng thước dây nha quý cô chú. Tổng cái cục đế đặt của nó luôn là nó 1m5 nha quý cô chú. Cây đang nằm chậu là 90 ạ. À. Cây đang nằm chậu 90, lọt lòng nó là 80 nha quý cô chú. Cây này thì nó có cái lỗi chỉ ngay cái vị trí này thôi, em báo cho quý cô chú nha. Cái rễ của nó bị nắng táp một chút xíu ở đây đây. Nó đang bo hẹo vô rất là mạnh nè. Tầm khoảng hai ngón tay em thôi. Đây là hạt tư của nó nha. Nó lên xanh giờ nè quý cô chú. Dòng da đen này nó kéo thẹo rất là mạnh nha. Bên đây lúc trước nó cũng có cái thẹo. Nhưng bây giờ nó đã liền lên 100% nè quý cô chú. Đây. Nó bò nó túm vô nó liền hết 100% rồi. Dòng da đen thì nó kéo hẹo rất là mạnh nè. À. Dòng chân đế là nó già nó lên săn hô hết nha quý cô chú. Còn cốt cành nó cũng khá là căng nè. À. Cốt cành của nó khá là căng quý cô chú. Rồi để em đo hạo thử cái cốt một của nó luôn ạ. À. Cốt một của nó được là 20 nha quý cô chú. Đây. Cốt một của nó được là 20 ạ. À. Một là 20. Co nhào rất đẹp nha quý cô chú. Cây đánh mâm chuyền cũng khá là có duyên ạ. À. Còn cái cành gớt nó cao em có đo hạ của nó. Cành gớt của nó là được là 18 nha quý cô chú. Cành gớt là được 18. Đánh mâm chuyền luôn nha quý cô chú. Rất là đẹp ạ. À. Cây thì bông lên rực rỡ quý cô chú ơi. Cây này có thể về mình chơi Tết luôn nha quý cô chú. Nó ra qua mình chơi Tết luôn ạ. À. Rồi đem quay vòng em báo giá cho quý cô chú anh chị mình luôn nha. Thì cây mai chiếu hỷ da đen lá lớn mã số 9 cũng là mã số cuối cùng của cái clip em ngày hôm nay. Em xin giao lưu với quý cô chú anh chị giá là 29 triệu
29 triệu em bao ship cho quý cô chú anh chị mình là 300 km nha. Cây này em không có ship chậu nha quý cô chú. Cây này em không có ship chậu ạ. Cây này em ship cho quý cô chú anh chị là em xin gút chậu nha quý cô chú. Giá là 29 triệu ạ. Em xin gút chậu ạ. Cây rất đẹp nha quý cô chú. Dạ, cây mã số 9 cũng là cây cuối cùng của clip em ngày hôm nay. Em cũng xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã đón xem clip và xem kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây ạ. Em rất mong được sự ủng hộ quý cô chú anh chị nha. Em xin hẹn lại clip sau. Dạ, em xin chào và hẹn gặp lại ạ.